Minh đường tử vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021 và theo âm lịch. Hôm nay là ngày mùng 6 tháng 12 năm Canh Tý, ngày này là ngày Bính Dần, tháng Kỷ Sửu, năm Canh Tý và ngày hôm nay là ngày hoàng đạo. Các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Mậu Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thanh Long, giờ Kỷ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Minh Đường, giờ Nhâm Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Kim Quỹ, giờ Quý Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Ất Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Mậu Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc Tư Mệnh. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Canh Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Tân Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Chu Tước, giờ Giáp Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Bính Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Đinh Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Kỷ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Câu Trần. Về ngũ hành niên mệnh lư trung hỏa, ngày Bính Dần tức chi sinh cho can, có nghĩa là mộc sinh cho hỏa và ngày hôm nay là ngày cát. Về nạp âm, lư trung hỏa, kỷ tuổi, Canh Thân, Nhâm Thân, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi, Nhâm Thân, Giáp Ngọ, thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày Dần, lục hợp với Hợi, tam hợp với Ngọ và Tuất, thành hỏa cục, xung với Thân, hình Tỵ, hại Tỵ, phá Hợi và tuyệt Dậu. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi Giáp Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn, tuổi xung trong tháng, tuổi Đinh Mùi, Ất Mùi. Về các sao tốt xấu trong ngày, sao tốt trong ngày gồm có sao Thiên Tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, sao U Vi Tinh, tốt mọi việc, sao Tuế Hợp, tốt mọi việc, sao Thiên Ân, tốt mọi việc và ngày hôm nay là ngày trực tinh, đại cát. Tốt mọi việc có thể giải được sao xấu trừ sao Kim Thần Thất Sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao Kiếp Sát, kỵ về xuất hành, cưới hỏi, an táng, xây dựng về nhà cửa, sao Hoang Vu, xấu mọi việc, sao Địa Tặc, xấu đối với khởi tạo, an táng, khởi công, động thổ, xuất hành. Vài hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần hướng Tây Nam, tài thần hướng Chính Đông. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. Đầu tiên mời các bạn đón xem tử vi tuổi Tý thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tý á, cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tý trong ngày này đang gặp ngày có kiếp tài chiếu mệnh, cho nên với bà tuổi Tý rất dễ rơi vào tâm lý bi cực, bực dọc và khi một công việc nào đó bị cắt ngang bởi những người không mời mà đến thì với bà tuổi Tý nên coi đây là cơ hội để kiểm nghiệm, xem xét lại ai là đồng nghiệp thích hợp đối với mình và có thể giúp cho mình hoàn thành những mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tý, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho bạn khá chi là nhiều, đặc biệt là những vấn đề liên quan tới tiền bạc. Có người thanh toán được khoản nợ nần, được thảnh thơi thoải mái khi không phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc nữa. Ngoài ra, về vận trình tình cảm của bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay, đây cũng là thời điểm mà đang bắt đầu có được tín hiệu khởi sắc với bạn. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tý, trong ngày này với bạn tuổi Tý không nên trị bệnh ở thận, do đó bạn không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Giáp Tý thuộc Kim, thay vì chờ đợi thì hãy chủ động hơn. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc Thủy, có thể giúp ai đó bằng chút năng lực của mình. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc Hỏa, không nên chê bai năng lực của người khác. Tử vi tuổi Canh Tý thuộc Thổ, có những điều không mong đợi xảy ra. Tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc Mộc, hãy tìm cách tự bảo vệ bản thân mình. Và đánh giá của bạn tuổi Tý trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 6, số 7, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu nâu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Sửu thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này nhờ có được chính quan chiếu mệnh mà với bạn tuổi Sửu trở nên đầy lạc quan trong công việc của mình. Bạn tuổi Sửu, bạn nghĩ đến những điều mới mẻ và cho mình cơ hội để vượt ra khỏi những suy nghĩ bi quan, căng thẳng, có thể là những nhiệm vụ cũ, nhưng với cách làm mới của bạn lại mang lại cho bạn nhiều hứng thú hơn. Ngày này đối với bạn tuổi Sửu lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, dự báo về chuyện tình cảm của bạn mình lại đang có nhiều trở ngại, có thể là không được sự chấp thuận từ người lớn tuổi hoặc là không được bạn bè ủng hộ. Với bạn tuổi Sửu, thay vì cố gạt đi những ý kiến của mọi người thì bạn nên bình tĩnh, xem xét và cân nhắc lại. Ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Sửu, nhân thần ở lòng bàn tay, trước ngực và trong ngực, vì vậy với bạn tuổi Sửu không nên tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay. Vài tử vi tuổi Ất Sửu thuộc Kim, có người tin tưởng bạn nhiều hơn. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc Thủy, hãy mở lòng, đón nhiều điều mới mẻ. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc Hỏa, không khí căng thẳng là do bạn suy nghĩ nặng nề. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc Thổ, gặp nhiều may mắn trong công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu thuộc Mộc, quan hệ được hài hòa khi bạn biết nhường nhịn. Vài đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Dần thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Dần trong ngày này đang gặp được ngày của thực thần chiếu mệnh, hứa hẹn với bạn tuổi Dần sẽ trải qua một ngày với nhiều niềm vui trong các buổi tiệc tùng, vui chơi. Và lúc này với bạn tuổi Dần không nên lo nghĩ, bạn hãy thư giãn và tận hưởng cùng người thân, bạn bè trong những khoảnh khắc cực kỳ là hiếm hoi như thế này. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, bạn cũng đang gặp ngày có mộc khí vượng, cho thấy bạn mệnh thường có cảm giác nóng ruột, bất an và chủ yếu là do sức khỏe của bạn không được đảm bảo. Ngày này với bạn tuổi Dần, nếu tham gia các cuộc gặp gỡ cuối năm thì bạn cần phải nhớ là không nên uống rượu bia, cố gắng giữ gìn và duy trì lối sống lành mạnh để sức khỏe của bản thân mình sớm được cải thiện tốt hơn. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dần, theo nhị thập bát tú thì ngày hôm nay lại không được tốt để bạn thực hiện những công việc quan trọng như là xây cất về nhà cửa, cưới gả, chôn cất, trổ cửa, tháo nước hay là các việc làm thủy lợi, đi thuyền, và cũng không tốt cho bạn xuất hành đi xa. Và nếu như bạn có công việc bắt buộc phải đi xa thì bạn nên chọn những hướng tốt như là hỷ thần hướng Tây Nam và tài thần hướng Chính Đông để hạn chế những rủi ro, tăng thêm sự may mắn cho mình. Vài tử vi tuổi Giáp Dần thuộc Thủy, lưu ý thể hiện sự tôn trọng với người khác. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc Hỏa, tăng cường tập luyện thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe cho mình. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, hãy sửa chữa những vấn đề từ gốc rễ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, nếu bạn thấy ổn, nghĩa là mọi thứ đang ổn với bạn. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, đừng quá chủ quan với những gì bạn nhìn thấy. Vài đánh giá của bạn tuổi Dần trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 2, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Mão thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này đang gặp được ngày có tam hội phù trợ. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Mão đang có được một ngày tràn ngập năng lượng tình cảm tích cực. Cái mối quan hệ với gia đình, bạn bè của bạn tuổi Mão trong ngày hôm nay cũng rất chi là tốt đẹp. Đây cũng là thời điểm tuyệt vời để cho bạn chia sẻ những ý kiến cá nhân hay là nhờ sự giúp đỡ của người khác nếu như cảm thấy cần thiết. Tuy nhiên, vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày của thương quan chiếu mệnh đưa đến những thông tin mà bạn tuổi Mão lại không hề mong đợi. Thậm chí có người phải đối mặt với việc kinh doanh bị thua lỗ, mất việc, kết quả thi cử không được tốt. Và dù sao đi chăng nữa, trong ngày hôm nay với bạn tuổi Mão, bạn cũng nên để tâm hơn tới cảm xúc hay là những suy nghĩ của mình, tự tìm ra hướng đi, đừng có vì buồn phiền mà tức giận, so sánh bản thân mình với bất cứ ai khác. Và xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mão, bạn lại đang gặp ngày có mộc khí vượng, dự báo không tốt về vấn đề sức khỏe của bạn. Có thể là vì bạn làm việc quá sức, chăm sóc sức khỏe không đúng cách bằng việc uống quá nhiều thuốc bổ nhưng lại không tập trung vào việc tập luyện thể dục thể thao, và bạn cần phải lên lịch trình thể dục thể thao cụ thể, thể thao lành mạnh để nâng cao sức khỏe cho mình. Và tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, quá mức kiêu ngạo. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, có tầm nhìn xa trông rộng. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, con cái không vâng lời. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, cần phải lắng nghe nhiều hơn. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, nên giữ tâm trạng tích cực. Vài đánh giá của bạn tuổi Mão trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh lá, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất. Tử vi tuổi Thìn thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thìn trong ngày này đã gặp được ngày có tam hội phù trợ, cho nên về cái mối quan hệ của bạn tuổi Thìn với những người thân yêu trong gia đình vô cùng là khăng khít. Bạn tuổi Thìn, bạn đang có được những người xung quanh chăm sóc và dành cho bạn sự quan tâm đặc biệt mà bạn từng mong muốn. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn lại đang chịu ảnh hưởng của thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bạn tuổi Thìn lại đang có cảm giác không được mấy vui vẻ. Bạn hay suy nghĩ về những vấn đề đang khiến cho bản thân mình trăn trở và buồn bực. Và bạn đừng quên rằng cuộc sống còn nhiều điều tuyệt vời mà bạn đã lãng quên mà thôi. Bạn cần phải tập trung tới những điều vui vẻ, nó sẽ giúp ích cho bạn rất chi là nhiều và cảm thấy nhẹ lòng hơn nữa. Xét về ngũ hành tương sinh tương khắc thì trong ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thìn, bạn lại đang gặp ngày có màu khắc với thổ, dự báo một số kế hoạch của bạn mệnh tuổi Thìn đang bị phá vỡ. Thay vì cố thắc mắc và tức giận thì bạn nên tập trung vào việc thích nghi với hoàn cảnh để tìm ra cách giải quyết sao cho hợp tình hợp lý từng công việc cụ thể. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, đừng chạy trốn, hãy đối mặt với thực tế. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn chưa thực sự nỗ lực đến cùng. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, bạn sẽ quyết định sai khi có áp lực. Tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, hãy chịu trách nhiệm với những quyết định của bản thân mình. Tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, học từ những sai sót của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Tỵ thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này đang chịu ảnh hưởng của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi, cho nên với bạn tuổi Tỵ đang có điểm báo có sự vô ơn, khiến cho bạn tuổi Tỵ sẽ có thể trải qua cảm giác thất vọng khi có những việc đi ra ngoài khỏi dự tính toán ban đầu của bạn. Đó có thể là điều mà bạn tuổi Tỵ từng mong đợi từ lâu, khi bạn cố công sức giúp ai đó để họ có thể hỗ trợ cho bạn, cho những kế hoạch tương lai của bạn. Nhưng hôm nay mọi thứ đều bị phá vỡ. Và ngày này với bạn tuổi Tỵ, bạn lại khá hài lòng khi mọi việc với bạn được suôn sẻ, nhất là khía cạnh về tiền bạc đang có được sự hỗ trợ của thiên tài chiếu mệnh. Nhiều người trong ngày hôm nay kinh doanh buôn bán thì có được lợi nhuận, đầu tư có lãi, hoặc là có người hỗ trợ về tiền nong cho các dự án hứa hẹn sẽ thành công với bạn. Trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tỵ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh hỗ trợ cho bạn về vấn đề liên quan tới tiền bạc. Thậm chí bạn có được giải pháp cho những vấn đề mà trước đây bạn tưởng rằng mình không thể. Tuy nhiên, với bạn tuổi Tỵ, bạn nên tránh chủ quan khi đưa ra những nhận định không phù hợp cho các dự án đầu tư trong tương lai. Vài tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, đầu tư đúng đắn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, mạnh dạn làm giàu. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, cần khiêm tốn hơn. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, giữ khoảng cách với người khác giới. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, thích ba hoa, khoác lác. Vài đánh giá của bạn tuổi Tỵ trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 9, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi Sửu, tuổi Mão. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Và các bạn đang xem video, đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi tuổi Ngọ thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Ngọ trong ngày này đang gặp được ngày của cục diện ngũ hành tam hợp Dần, Ngọ, Tuất phù trợ. Cái điều này khuyến khích bạn tuổi Ngọ trong thời gian sắp tới là thời điểm tốt để cho bạn có thể hẹn hò và bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc. Vì vậy với bạn tuổi Ngọ, bạn cần phải chăm chút cho bản thân mình thật lộng lẫy và sẵn sàng cho những sự kiện đòi hỏi bạn phải xuất hiện ở những chốn đông người. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Ngọ, bạn lại đang gặp được ngày có chính tài chiếu mệnh đưa tới những tin vui liên quan tới vấn đề tiền bạc. Có thể là trong ngày hôm nay với bạn tuổi Ngọ nhận được lương hoặc là tiền thưởng, điều này mang lại cho bạn cảm giác có được cuộc sống sung túc, được mua những gì mình thích. Thế nhưng cũng dặn dò bạn tuổi Ngọ là bạn nên chỉ mua những món đồ thực sự hợp lý, tránh chi tiêu quá tay, nếu không lại bị vướng vào nợ nần nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn Tử Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho sức khỏe của bạn mệnh rất tốt. Cơ thể của bạn mệnh đã có được dấu hiệu cải thiện sau một thời gian dài tập luyện thể dục thể thao đều đặn kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Với những ai lười tập thì lúc này cũng đã bắt đầu có được động lực để tập luyện sức khỏe cho mình. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc Kim, hãy xây dựng thói quen lành mạnh cho mình. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc Thủy, tình cảm thuận buồm xuôi gió. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc Hỏa, có được cơ hội kinh doanh có lợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc Thổ, hãy tin tưởng vào mục tiêu đã đề ra. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc Mộc, hãy khiêm tốn để học hỏi được nhiều hơn. Về đánh giá của bạn Tuổi Ngọ trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 4, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Dậu. Tử vi tuổi Mùi thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Mùi trong ngày này nhờ có được chính quan chiếu mệnh, cho nên với bạn tuổi Mùi đang có được cảm giác được ai đó khơi gợi những cảm xúc ở trong lòng, được truyền cảm hứng để thực hiện những nhiệm vụ còn dang dở. Công việc của bạn tuổi Mùi lúc này cũng thuận lợi và xuôi trèo mát mái hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Mùi, bạn lại đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc, cho thấy về cái mối quan hệ của bạn trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn, dễ có những hiểu nhầm, mâu thuẫn, có sự xa cách. Khó ai tránh được những khác biệt trong quan điểm sống, điều quan trọng là bạn phải tìm cách dung hòa chúng với nhau mà thôi. Và trong ngày này đối với bạn tuổi Mùi, những gia đình có thai phụ thì không nên dịch chuyển về các vị trí đồ đạc hay là tiến hành sửa chữa, đục đẽo, bởi việc làm này có thể làm động tới thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi. Vài tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, tính tình cực đoan, dễ gây ra chuyện. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, gia đình thiếu đi hòa khí. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, dễ phạm tiểu nhân hay to tiếng. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, công việc và thi cử thuận lợi. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, nhớ là tìm cách để cùng nhau chia sẻ việc nhà. Và đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ hai này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tử vi tuổi Thân thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Thân trong ngày này đang gặp ngày của cục diện ngũ hành tứ hình xung Dần, Thân, Tỵ, Hợi, cho nên với bạn tuổi Thân có thể là đang có những sự căng thẳng với một nửa của mình. Bạn hãy dành thời gian tụ tập với bạn bè hoặc là trang trí lại nhà cửa để phân tán tập trung khỏi những rắc rối hiện tại. Sau khi tâm trạng của bạn được cân bằng và tỉnh táo hơn thì bạn hoàn toàn có thể giải quyết được các mâu thuẫn đó. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Thân, bạn lại đang gặp ngày có ngũ hành xung khắc, cho thấy không chỉ sức khỏe của bạn đang có vấn đề, còn về tiền bạc của bạn cũng khiến cho bạn phải đau đầu. Thay bằng việc suy nghĩ quá nhiều dẫn đến sự căng thẳng thì ngay lúc này bạn nên nghỉ ngơi để hồi phục lại sức khỏe, rồi bạn sẽ sớm tìm ra giải pháp cho mình mà thôi. Ngày này với bạn tuổi Thân lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, thúc giục bạn cuối cùng cũng dám bước ra khỏi vùng an toàn và quyết tâm thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay. Bạn hãy lắng nghe bản thân và làm mọi thứ theo bản năng, mọi người xung quanh sẽ không cho rằng bạn bốc đồng mà trái lại Hòa cực kỳ ngưỡng mộ sự can đảm và chân thành của bà nữa. Vài tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy tôn trọng sự khác biệt của người khác. Tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa tránh những đánh giá quá chủ quan. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ tính cách lạnh lùng, có phần xa lánh. Tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc chớ nên tự xem mình là hơn người. Tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim quan sát giúp bạn học hỏi được nhiều hơn. Vài đánh giá của bà tuổi Thân trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 4, số 5, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mão. Tử vi tuổi Dậu thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Dậu trong ngày này bạn nên thay đổi trong tầm nhìn, bởi bạn đang có được sự tương trợ của chính ấn chiếu mệnh. Đây là cơ hội tuyệt vời để cho bà tuổi Dậu có thể thực hiện những điều mà trước đây bạn không hề nghĩ tới. Mọi người hẳn sẽ rất tò mò với những chuyện biến trong suy nghĩ, tư duy của bạn. Họ muốn biết bí mật của bạn là gì nữa. Tuy nhiên, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Dậu, bạn lại đang gặp ngày có kim khắc với mộc, cho thấy với bạn tuổi Dậu đang có những điều không may liên quan tới mối quan hệ hoặc là chuyện tình cảm của bạn trong ngày hôm nay. Và với bạn tuổi Dậu, bạn nên nhớ là không nên làm hài lòng tất cả mọi người, vì việc này là không thể và chính bạn chỉ cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Dậu, nếu như bạn mệnh đi đâu xa thì nên chọn những hướng tốt như là Hỷ Thần hướng Tây Nam và Tài Thần hướng Chính Đông. Đây là hai hướng giúp cho bạn có được nhiều sự may mắn và thành công. Vài tử vi tuổi Ất Dậu thuộc Thủy, hãy kiên nhẫn, bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Đinh Dậu thuộc Hỏa, có người hỗ trợ trong công việc cho bạn. Tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc Thổ, cuộc sống có nhiều điểm sáng. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc Mộc, gặp chuyện bạn khó nói ra sự thực. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc Kim, giữ tinh thần tích cực. Vài đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 7, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Tỵ. Tử vi tuổi Tuất thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bà tuổi Tuất cho chúng ta thấy là vận trình của bà tuổi Tuất trong ngày này đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp Dần Ngọ Tuất phù trợ, cho thấy với bà tuổi Tuất đang có được báo hiệu đón nhiều tin vui về chuyện tình cảm, hoặc là với bạn đang có những hiểu lầm trước đó sẽ được tháo gỡ. Và bạn tuổi Tuất, bạn được lắng nghe và thấu hiểu hơn, cảm giác được chia sẻ nhiều hơn, cho nên bạn có thể tiết lộ cả những bí mật riêng của mình mà bấy lâu nay đang ấp ủ nữa. Bên cạnh đó, trong cái vận trình ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Tuất, bạn lại đang gặp được ngày có thiên quan chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho tính cách của bạn tuổi Tuất lại trở nên ngang ngược và ương bướng hơn. Chỉ cần người khác nói điều gì động đến bản mệnh là bạn sẵn sàng cãi lại một cách gay gắt ngay. Và với bà tuổi Tuất, bạn cần phải bình tĩnh và trước tiên hãy lắng nghe ý kiến của mọi người trước cái đã. Và trong ngày này với bà tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp ngày có mộc thổ xung khắc. Cái điều này cho thấy với bà tuổi Tuất cũng đang có điểm báo có những rắc rối liên quan tới vấn đề về tiền bạc. Thậm chí có người vừa nhận được tiền thì chỉ một lúc sau đó đã không còn đồng nào ở trong túi. Với bà tuổi Tuất, bạn nên xem xét lại cách chi tiêu của mình, cân đối lại để tránh lặp lại tình trạng này lần sau. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc Hỏa, cần chú ý đến mọi người nhiều hơn. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc Thổ, kiên nhẫn hơn để đạt được kết quả cao. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc, tình cảm càng ngày càng tốt đẹp. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc kim, sự cố chấp khiến cho bạn bị thiệt thòi. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc thủy, sẵn sàng cho những dự định mới. Vài đánh giá của bạn tuổi Tuất trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 5, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dần, tuổi Mùi. Tử vi tuổi Hợi thứ hai ngày 18 tháng 1 năm 2021. Xem tử vi ngày thứ hai này đối với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi Hợi trong ngày này đang gặp được ngày có lục hợp chiếu mệnh. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Hợi trở nên thích bông đùa, trêu ghẹo mọi người một chút để cho không khí trở nên vui vẻ hơn. Và với bạn tuổi Hợi, bạn cũng thích thú với những điều sáng tạo hoặc là theo đuổi những giấc mơ của mình. Đây cũng chính là cơ hội để cho bạn hàn gắn sự tổn thương ở trong lòng và nạp thêm năng lượng cho những ngày tiếp theo. Năng lượng không ổn định với sức ảnh hưởng tiêu cực của tỷ kim chiếu mệnh cũng khiến cho phong độ của bạn tuổi Hợi trở nên lên xuống thất thường, ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của bạn. Điều này đòi hỏi bạn tuổi Hợi càng phải thận trọng để tránh mắc phải những sai lầm không đáng có xảy ra với mình. Và trong ngày này với bạn tuổi Hợi lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, hỗ trợ cho bạn mệnh rất chi là nhiều, đặc biệt là về khía cạnh sức khỏe, nhờ đó mà tinh thần của bạn luôn có được sự tỉnh táo, làm việc hiệu quả hơn. Tuy nhiên, với bạn tuổi Hợi, đừng có chủ quan về sức khỏe đã ổn định, bạn vẫn có thể tìm cách để đảm bảo một cuộc sống lành mạnh, vui vẻ mỗi ngày nếu như dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Về tử vi tuổi Ất Hợi thuộc hỏa, hãy thực hiện mọi thứ từng bước một. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc thổ, không nên so sánh mình với bất cứ ai. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mộc, lắng nghe những gì bạn cảm nhận được. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc kim, nhận được nhiều bài học hay ho. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc thủy, dễ hòa đồng với mọi người. Vài đánh giá của bạn tuổi Hợi trong ngày thứ hai này: sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 1, số 4, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu xanh lá cây, màu đen, quý nhân phù trợ, tuổi Thìn, tuổi Thân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.